chuyên tâm xuyên suốt hành trình kiến tạo giá trị sống nhân văn và thiết thực, chuyên nghiệp và tận tâm trong từng chi tiết. Đặt trọn tâm huyết và sự tỉ mỉ qua từng công đoạn hình thành sản phẩm. Với đội ngũ người trong nghề giàu kinh nghiệm, trong hai thập kỷ qua, Văn Phú Invest không ngừng kiến tạo nên những công trình bền vững vượt thời gian với lối kiến trúc đột phá. Được tạo ra đều đem đến những giá trị sống thiết thực, trở thành lựa chọn tất nhiên cho những gia chủ kiếm tìm điểm tựa vững chắc để vun đắp tương lai. Ba dòng sản phẩm bất động sản góp phần tạo dựng nên cộng đồng văn minh cùng đẳng cấp, nâng tầm chất lượng cuộc sống. Với tôn chỉ chuyên tâm để tạo sự khác biệt, sáng tạo để đột phá, chất lượng để tạo sự bền vững, minh bạch để có được niềm tin, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ, Văn Phú Invest sẽ tiếp tục cho ra đời các sản phẩm bất động sản đóng góp cho sự phát triển của xã hội, để lại di sản cho thế hệ tương lai tại những vùng đất mà chúng tôi đặt chân tới. Nhà phát triển bất động sản Văn Phú Invest, chuyên tâm tạo giá trị sống.